Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Quang Lê Vlog nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube rồi, bạn đăng ký lại hội viên VIP của hội viên YouTube. Cảm ơn Quang Lê Vlog rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 31. Tuy ông cụ Trương không có quyền uy như đại sư Lưu nhưng cũng nghiên cứu về thư họa nhiều năm. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, tuy thành tựu không bằng đại sư Lưu nhưng cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Hai bức Thượng Nguyệt Đồ vừa rồi thực ra ông ta đã nhìn ra được thật giả, nhưng ông ta lựa chọn không nói ra bởi vì ông ta biết không thể nói ra chuyện này. Nếu nói ra thì không chỉ làm tổn hại thanh danh nhà họ Trương mà còn khiến người nhà mình không có lối thoát. Nhưng không nói ra thì lại khiến Tô Quảng thiệt thòi. Trong lòng ông cụ Trương rất khó xử, cân nhắc một hồi lâu quyết định hy sinh Tô Quảng. Dù sao nhà Tô Quảng cũng quen rồi, nếu không được thì đến lúc đó bồi thường cho họ một ít là được. Ông cụ Trương dự định đã như vậy nhưng Lâm Minh lại là không cho. Những lời anh nói nhìn là như nhún nhường nhận sai nhưng thực ra là khiến ông ta khó xử hơn. Nếu bức tranh kia thật sự là giả, đòi thì ông ta trả lại là được, nhưng vấn đề là bức tranh đó lại là thật, là tranh gốc của Cố Khải Chi đó, sao thể đã trả lại được chứ? Thế thì khác nào là lấy mạng ông ta đâu. Nhưng nếu như từ chối thì chẳng phải là trúng kế của Lâm Minh khiến mọi người nghi ngờ sao? Hay là trả bức tranh của Tùng Hồng đưa cho Lâm Minh cũng không được, có đại sư Lưu ở đây thì vô dụng thôi. Ông ta đã từng thấy tranh gốc, để đưa bức tranh của Tùng Hồng ra thì chắc chắn sẽ bị vạch trần, để lúc đó e rằng cục diện sẽ càng khó coi. Thằng nhãi này trở nên ranh ma như vậy từ bao giờ không biết. Ông cụ Trương không tỏ thái độ gì nhưng đôi mắt thì thầm lườm Lâm Minh. Một bức tranh giả mà làm như báu lắm, cờ muốn lấy thì trả lại cho cậu ấy. Lúc đó Thanh Bình hừ một tiếng, phải đó ông nội, cháu biết ông thương nhà cô nên mới nhận bức tranh giả này, nhưng nếu như Lâm Minh không biết tốt xấu như vậy thì ông mặc kệ bọn họ đi, trả lại bức tranh đi. Trưa bà Húc cũng cười khẩy nói ra, chắc chắn bọn họ đã mất không ít tiền để mua món hàng giả này nhỉ, định lấy về để trả hàng sao. Tiếng cười vang ra không dứt. Vốn dĩ ông cụ Trương trầm mặc không nói gì nhưng những người này càng khuyên nhủ thì sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi. Đại sư Lưu là người thông minh từng trải, nghe mọi người xung quanh nói vậy có lập tức hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Ông Trương hình như nhà họ Trương các ông để coi thường bức tranh của chàng trai này, vậy thì hãy trả lại đi. Đại sư Lưu nói ra, ông Lưu à, hình như đây là chuyện nhà của chúng tôi thì phải, ông đừng can dự vào. Ông phụ Trương nhíu mày nói, chẳng phải tôi thấy bất bình sao, ông có thân phận gì chứ, nhận một món hàng giả thì còn ra thể thống gì, ông mau trả lại đi, nhanh lên. Đại sư Lưu cười nói, ông ta vẫn còn đang chờ đây này. Trả lại sao? Ông Bộ Trương trừng mắt, nói giật đùng đùng, không trả, không trả, tôi không trả. Dáng vẻ còn có chút chơi xấu. Mọi người thấy thế đều ngạc nhiên. Đại sư Lưu cũng cuống lên, sao ông lại như thế được chứ? Nhà Trương các ông khinh thường của người ta là đồ giả, nhưng lại độc chiếm không chịu trả sao? Rốt cục các ông có ý chứ? Đám người Trương Côn, La Phượng đều ngớ ra. Trương Tùng Hồng nhíu mày cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Chuyện nhà Trương chúng tôi liên quan gì đến ông? Ông Lưu, tôi nói cho ông biết nha. Ông đến uống rượu thì tôi chào đón, còn ông đến để xía vào chuyện nhà của tôi thì cút ngay cho tôi. Ông của Trương quát lớn, ha chà 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 chà, ông Trương, tôi gọi ông một câu anh là nể mặt ông đó. Ông nghĩ ông là cái thái gì hả? Nếu không nể mặt hôm nay là mừng thọ của ông thì tôi đã cho ông biết tay rồi, đừng tưởng tôi sợ ông đó. Ông Trương à, ông tưởng tôi có biết chút mưu mô trong lòng ông sao? E là ông đã biết bức tranh cầu Long Chặt là tranh gốc, chỉ là ông cố ý giả ngu muốn giữ thế diện cho con trai ông, đúng chưa? Đại sư Lưu nói ra, câu nói này chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào trái tim đám người Trương Tùng Hồng. Đám La Phượng, Trương Bảo Húc tái mét mặt, mấy người Trương Côn như bị sét đánh ngang tai. Các cách hứa đều vô cùng ngạc nhiên, ai nấy há miệng, sao có thể chứ? Trương Tùng Hồng nghiến răng bước tới nói, chú Lưu à, có phải chú nhầm rồi không? Sao bức tranh của Lâm Minh có thể là bản gốc được chứ? Rõ ràng bức tranh của Bảo Húc nhà cháu lấy mới là bản gốc đó. Cậu lấy ở đâu? Đại sư Lưu nhìn về phía Trương Bảo Húc, chợ đen mua được từ trong tay một người tên là Mạnh Tứ Tượng. Trương Bảo Húc nhỏ giọng nói, thảo nào. Đại sư Lưu lắc đầu, bức đó của cậu là giả. Tại sao chứ? Trương Bảo Húc không tin. Rất đơn giản, bởi vì Mạnh Tứ Tượng mà cậu vừa nói đã bị bắt. Tôi mới nhận được tin cậu ta bị bắt do nghi ngờ làm giả, lừa đảo, hơn nữa cũng là cậu ta tung tin Thượng Nguyệt Đồ ở Giang Thành.
cố ý dụ người khác ở nơi khác đến, sau đó bán cho các cậu một loại văn vật ngụy tạo đã được sẵn để sẵn đó. Các cậu đã bị cậu ta lừa rồi, không thể nào. Trương Bảo Húc gào lên một cách điên cuồng. Không tin sao? Được, cầm hai bức tranh của các cậu ra đây, tôi sẽ giám định trước mặt mọi người ai là thật ai là giả. Tôi có lý do, có bằng chứng để phân tích cho các cậu, đảm bảo khiến các cậu tâm phục khẩu phục. Đại sư Lưu nói đầy tự tin. Được, Trương Tùng Hồng nghiến răng lập tức đồng ý. Nhưng đúng lúc này, ông cụ Trương khàn giọng nói ra. Không cần đâu, cha. Trương Tùng Hồng sửng sốt nhìn ông cụ Trương, chỉ thấy ông ta ngập ngừng một lát rồi bình thản nói. Bức tranh A Quảng mang tới là thật hả? Cái gì? Cả nhà Trương Tùng Hồng trợn mắt há hốc mồm. Các cửa cũng kinh ngạc. Ông nội, không thể nào, bức tranh của cháu không thể là giả được. Trương Bảo Húc ngồi trên xe lăn hoảng hốt đến nỗi nói cá lắp bắp. Tên mặt đối tượng kia bị bắt không thể chứng minh được gì, đâu có quy luật một kẻ bán hàng giả không thể bán hàng thật chứ. Trương Tùng Hồng vẫn chạy cối cãi lại. Nhưng bức tranh của nhà bọn họ dùng giấy khác, đồng tấn, không có loại giấy như của con. Ông cụ Trương thở dài nói ra. Trương Tùng Hồng lập tức không còn lời nào để nói. Không khí trong phòng vô cùng kỳ quái. Mấy người con trai của ông cụ Trương đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tô Quảng và Trương Tình Vũ cũng vô cùng bất ngờ. Bản gốc A Quảng bức của chúng ta là bản gốc. Trương Tình Vũ nói năng lắp bắp. Rốt cục chuyện này là thế nào? Tô Quảng vẫn chưa kịp phản ứng. A Quảng, Tình Vũ, các con lại đây. Ông cụ Trương gọi. Tô Quảng và Trương Tình Vũ khựng người vội vàng bước tới. Cha, hai người đồng thanh. Ông cụ Trương nhìn kỹ hai con, sau đó thở dài lên tiếng. Tình Vũ, A Quảng, các con có thể tặng món quà như thế này cho cha, cha thấy rất vui. Chắc chắn các con đã tốn rất nhiều tâm huyết nhỉ. Các con có lòng rồi, chuyện khi nãy thật ra cha cũng không làm tốt bổn phận người cha, mong các con có thể tha thứ cho cha. Các con chịu thiệt thòi rồi. Sao lại thế được ạ? Cha khách sáo quá. Hai người được yêu mà thấy sợ, vội vàng đáp lại. Các con lại đây, ngồi đi. Lát nữa ngồi cùng bàn với cha, cũng lâu rồi cha không nói chuyện tử tế với cả nhà các con. Ông ta bình thản nói ra. Vừa dứt lời ai nấy đều biến sắc, nhất là Trương Tùng Hồng. Cha, việc này... Ông ta vội vàng bước lên kêu lớn. Nhưng ông cụ Trương lập tức giơ tay ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa. Nào, ông ta cười nói. Vâng, thưa cha. Khóe mắt Trương Tình Vũ ươn ướt. Bà ta không nhớ nổi đã bao nhiêu năm tháng không ngồi ăn cơm cùng bàn với cha mình nữa rồi. Tô Quảng cũng vậy, vô cùng cảm khái. Tất cả đều do công lao của Lâm Minh. Ông ta ngoái lại nhìn Lâm Minh ở phía bên kia. Chỉ thấy Lâm Minh đang gật đầu về phía này, miệng nở nụ cười. Tô Quảng và Trương Tình Vũ được bồi lên ghế trên ngồi, có thể nói là vô cùng kinh dị. Đám người Trương Côn La Phượng hai mắt đỏ ngầu, nghĩa là nghĩa lợi, lườm quýt nhau bọn họ. Đám khách khứa thì vô cùng cảm khái. Tiểu Nhan đâu? Bỗng dưng ông cụ Trương nhìn xung quanh gọi. Ông ngoại, cháu ở đây. Tô Nhan vội đáp. Cháu cũng lại đây, cả cậu nữa, thằng nhóc con. Ông cụ Trương trợn mắt đối với Lâm Minh. Vâng vâng. Lâm Minh cười đáp lại rồi tiến về phía trước. Bây giờ cả nhà họ đã trở thành tâm điểm, có thể coi là nửa mày nửa mặt. Đại sư Lưu cũng mặt dày ngồi xuống bên cạnh Lâm Minh nói chuyện. Giờ phút này cả nhà Tô Quảng đã trở thành tâm điểm của đám đông. Nhưng Lâm Minh ngồi còn chưa ấm mông thì một giọng nói già nua vang lên ngoài cửa. Trương Trung Hoa, ông bị làm sao thế hả? Sao nhà này có thể ngồi lên đầu chứ? Ông không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần. Ai đấy ngoảnh ra nhìn về phía phát ra âm thanh thì mới thấy một bà cụ đã cao tuổi bước vào đại sảnh, lạnh lùng nhìn về phía bên này. Bà cụ Trương đến rồi. Đang khách cửa kêu lên mẹ. Trương Tình Vũ biến sắc vội vàng đứng lên. Đừng gọi ta là mẹ, ta không có loại con gái như mày. Bà ta quát lớn lên. Mẹ, chuyện chiếc vòng con sẽ giải thích với mẹ. Trương Tình Vũ vội nói. Ai nói mày chuyện chiếc vòng chứ? Mày tưởng nhà mày chỉ tạo mỗi nghiệp này thôi sao? Người đâu đuổi cả nhà này ra ngoài cho tôi. Nếu không lát nữa người có nhà họ Khai, nhà họ Việt tìm đến thì chúng ta lại khó ăn nói. Chúng nó tự tạo nghiệp thì tự đi mà giải. Bà ta giận lùng nói. Vâng. Người nhà Trương ở phía sau lập tức bước tới. Cả nhà Tô Quảng lập tức biến sắc. Bà làm cái gì vậy? Ông của Trương nói giận. Làm gì sao? Trương Trung Hoa, đừng tưởng tôi không biết gì. Vừa nãy con rể ông, cháu rể ông lừa nhà họ Khai và nhà họ Việt tổng cộng hơn 1 tỷ tệ. Tôi vừa nhận được điện thoại, người có nhà họ Việt, nhà họ Khai đang tới đây đó. Bọn cần lời giải thích của chúng ta. Bà của Trương quát lớn. Cái gì? Mọi người lập tức hỗn loạn. Lừa sao? Chân Trương Tình Vũ nhũn ra, suýt nữa không đứng vững. Có chuyện gì vậy? Lừa tiền sao? Lẽ nào chiếc Lamborghini Venero ở bên ngoài kia nhà Lâm Minh lừa được sao? Tôi đã bảo mà, đang yên đang lành, sao cậu chủ Khai là đặng xe cho nhà này chứ? Tôi nhanh, dù xinh đẹp cũng không đánh giá 400.000 tệ đâu nhỉ, mà vàng chắc. Đã vách khứa, mỗi người nói một câu, dường như để biết rõ chân tướng, lại chỉ rõ nhà Tô Quảng.
Trương Tình Vũ hoảng lên, lần trước đến nhà họ Trương đã bị đuổi về, lần này lại bị đuổi nữa sao? Hơn nữa còn trong tiệc mừng thọ của cha. Đối lại là ai, sợ là cũng không chấp nhận được chuyện này. Vành mắt Trương Tình Vũ đỏ hoe, chực trào nước mắt. Là mình, chiếc xe ngoài kia là cậu lừa được thật sao? Tô Quảng nghiêng mắt hỏi. Không phải. Là mình bình tĩnh đáp. Nếu cậu không lừa thì tại sao cậu chủ khai lại đưa xe cho cậu? Trương Mậu Ninh quát lớn. Trương Mậu Ninh, rõ ràng anh cũng có mặt ở đó, rõ ràng anh chứng kiến cậu chủ khai thua chiếc xe này cho bọn em, vậy mà anh lại vu vạ bọn em lừa cậu chủ khai, sao anh có thể anh nói lung tung như vậy chứ? Tôi nhanh chức bệnh tức giận chất vấn. Tôi anh nói lung tung sao? Trương Mậu Ninh cười khẩy, bỗng nhiên bước tới lớn tiếng chất vấn. Xin được hỏi các vị, một con ngựa không đến 20.000 tệ có thể chạy nhanh hơn thành câu tiền triệu được không? Không thể nào. Trăm miệng một lời trả ra. Một con ngựa bị đâm mười mấy nhát máu chạy không ngừng thì có thể chạy nhanh hơn những con ngựa khác hay không? Không thể. Mọi người lại đồng thanh kêu lên. Nhưng hai người Lâm Minh, Tô Nhanh lại làm được. Trương Mậu Ninh quát lớn, mà họ khiến một con ngựa bị thương nặng thắng cuộc thi, khiến một con ngựa gầy nhom trở nên xuất sắc giành được vị trí số 1, đây là chuyện khó tin đến mức nào chứ? Anh tin không? Các anh có tin không? Dù sao tôi cũng không tin. Tất cả lần nữa náo loạn. Cái gì? Lằng nhằng nửa ngày hóa ra là cả nhà này là lũ lừa đảo. Tôi nghe nói lần trước đến đây nhà này còn ăn trộm một chiếc vòng tay của bà cụ Trương, bà ấy có chiếc vòng kia như vật trân bảo, bây giờ hiếm khi để lộ cho người khác biết, kết quả phòng ngày phòng đêm trộm nhà khó phòng mà, như vậy không khác nào nuôi ong tay áo. Phải đó, uống công nhà Trương đối xử với bọn họ như vậy, biết người biết mặt không biết lòng mà. Đám người khách khứa vừa chỉ trỏ vừa thấy thầm chửi. Tôi nhanh cuốn lên chạy ra xe ở bên ngoài, cầm chiếc túi đựng hợp đồng kêu lên, chúng tôi không lừa ai cả, giấy trắng đen rành rành ra đây. Hợp đồng sao? Cái này cũng có thể lừa được. Thanh Bình liếc mắt khơi cười khinh bỉ. Tô Nhanh lắc đầu ngần quậy. Nói về bộ mép thì mười Tô Nhanh cũng không phải là đối thủ của Thanh Bình và Trương Mậu Niên. Cả nhà lừa đảo cút ra ngoài. Trương Mậu Húc đột nhiên gầm lên. Câu nói này chẳng khác đào mồi dẫn lửa, lập tức châm ngòi tất cả mọi người. Đúng, lừa đảo thì cút ra ngoài. Nhà Trương tôi không có loại vô liêm sỉ như các người, cút đi cho tôi. Các người cũng xứng đứng ở đây sao? Ra ngoài. Đám con cháu nhà Trương như Trương Kiệm tức giận quát tháo. Đám Trương Côn mỉm cười lặng lẽ đứng nhìn kịch hay. Bà cụ Trương thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy, lập tức sai vệ sĩ nhà Trương xông tới đuổi người. Cục diện dường như không thể cứu vãn, nhưng đúng lúc này ông cụ Trương đột nhiên đập bàn tức giận gầm lên, tất cả câm miệng cút theo ra ngoài cho tôi. Đại sảnh lập tức im phăng phắc. Vệ sĩ nhà Trương đang bước tới khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn, còn ra thể thống gì nữa hả? Ông cụ Trương tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào bà cụ Trương nói ra. Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, bà đuổi người nhà Trương tôi và đúng tiệc rượu mừng thọ của tôi, còn là thể thống gì nữa? Tôi đang chỉnh đốn gia phong, gia môn bất hạnh, lẽ nào ông muốn tôi khoanh tay đứng nhìn sao? Phải để cho người ta đến tận cửa trách tội ông mới lên tiếng sao? Không sợ mất mặt sao? Bà cô Tô cũng không chịu yếu thế, gõ gậy liên tục xuống dưới đất, tức giận nói: Gia môn bất hạnh sao? Gia môn bất hạnh cái gì hả? Bà có thể chứng minh là chúng nó lừa người nhà họ Việt, nhà họ Khai hay không? Nhớ sự thật. Đúng như bọn trẻ nói là nhà Việt nhà Khai thua xong thì ăn vạ thì làm sao? Ông cục Trương nói giật đôi đình đó ra. Ông ta sống đến trường tuổi này có chuyện gì mà không rõ đâu chứ? Lừa sao? Nhà Tô Quảng lấy đâu ra cái gan để lừa những đại gia tộc này chứ? Chắc chắn bọn họ biết rõ thân phận của mình, còn biết nhà Trương không thể vì bọn họ mà đắc tội với những thế lực này. Chọc giật đám người này, bọn họ thậm chí còn không ra nổi khỏi tỉnh Quảng Liễu. Nhưng nếu nói thắng tiền thì cũng không thực tế lắm. Có thể thua hơn một lúc 1 tỷ tệ, mấy cậu ấm này đây là ngu xuẩn hết cả rồi sao? Tôi không quan tâm, hôm nay ông không đuổi chúng nó ra ngoài thì khó cần làm tiệc mừng thọ nữa đi. Bà cụ Trương tức giận nói, chán vẻ không thể bỏ qua. Bà ông cụ Trương tức muốn xì khói, mẹ đừng như vậy, bao nhiêu khách khứa đang nhìn vào đó. Trương Hoa Ca vội bước tới khuyên nhủ, nhìn thì làm sao chứ, bây giờ cái nhà này xảy ra chuyện, mẹ là người làm chủ sao thể bỏ mặc chứ, mẹ có thể trơ mắt nhìn bố con hồ đồ sao? Bà cụ Trương tức giận nói, lúc tâm trạng kích động thậm chí còn ho khù khù, mẹ không sao chứ, mẹ đừng tức giận nữa. Mấy đứa con vội vàng vây tới vừa vỗ lưng vừa an ủi. Trương Tùng Hồng không nhịn được nữa, cuốn lên nhìn ông cụ, cha nghe lời mẹ một chút đi, mày muốn đuổi em gái mày đi sao? Ông cụ Trương trừng mắt nhìn Trương Tùng Hồng nói với vẻ không dám tin. Cha con không có ý đó, chỉ là mẹ nói cũng có lý, nếu không đuổi mấy người này nhờ mấy gia tộc kia tìm đến thì chuyện sẽ trở nên phiền phức, hôm nay là tiệc mừng thọ của cha, không cần phải làm như vậy. Trương Tùng Hồng nhớ mày đáp lại, mày cũng biết hôm nay là tiệc mừng thọ của tao sao? Ông Trương đập bàn quát lớn, mày muốn bảo tao đuổi con gái tao ra khỏi tiệc mừng thọ của tao, mày có ý gì hả? Bọn mày là súc sinh nhưng tao thì không. Ông già kia, ông dám mắng chúng tôi là súc sinh sao?
Bầu Trương tức đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu, cả người run lên bần bật, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn xông tới ăn thịt người. Súc sinh còn biết bảo vệ con có mình, các người thì sao chứ? Ông Bầu Trương trừng mắt gầm lên, được, lá nhà chết tiệt này, ông được lắm. Bà Bầu Trương tức phát điên lên, đã cắt khứa ai nấy đều nín thở. Cha mẹ đừng cãi nhau nữa mà, hôm nay là ngày vui, đừng biến mọi chuyện trở nên như vậy. Đám anh em nhỏ Trương nhào nhào khuyên nhủ. Trên tình Vũ, Tô Quảng, nếu cô chú còn chút lương tâm thì tự dắt biến đi, phải khiến nhà Trương gà bay chó sủa thì cô chú mới hài lòng sao? Đúng lúc này Trương Côn ngoảnh đầu lại, hậm hực trừng mắt nhìn phía nhà Trương Tình Vũ. Bác Tư, Tô Nhanh đã định lên tiếng thì bị Tô Quảng ngăn lại. Cha, Tiểu Nhanh, chỗ này không đến được con, lên tiếng. Tô Quảng khàn giọng nói ra. Tô Nhanh hơi sửng sốt, chỉ thấy lúc này Tô Quảng vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc. Ông ta nhìn Trương Tình Vũ, nhỏ giọng nói, Tình Vũ, chúng ta về thôi. Được. Trương Tình Vũ nhắm mắt với mặt đầy đau khổ. Con xin lỗi cha, bọn con không thể ở đây với cha được nữa. Cha ăn uống nhiều một chút, giữ gìn sức khỏe, con và Tình Vũ về Giang Thành. Tô Quảng khàn giọng nói, không được, các con không được đi đâu hết, ăn xong tiệc mừng thọ của cha đã. Ông Bầu Trương tính tình ngang bướng, sao thể chịu thỏa hiệp chứ. Cha đừng như vậy mà, con và Tình Vũ đã quen rồi. Thật ra hôm nay bọn con đã rất vui, dù có ở lại hay không cũng không sao, tóm lại cha cứ giữ gìn sức khỏe là được. Phải đó cha, thật ra như thế này đã là rất tốt, đã rất tốt rồi. Giọng nói Trương Tình Vũ nghẹn ngào, có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng không thốt ra được, chỉ thấy tạm biệt một cách đơn giản. Ông Bầu Trương tức đến nỗi hai tay siết chặt tay vịn ghế. Nói một cách nghiêm túc thì bà Bầu Trương nói đúng, hơn nữa nếu cứ tiếp tục ồn ào như vậy thì chắc chắn nhà Trương sẽ không được bị yên bình, tổn hại thanh danh. Ông ta là người đứng đầu của cả nhà, không thể khiến nhà Trương mất thế gì thể diện, nhưng ông ta càng không muốn như vậy. Nhưng có cách nào thôi chứ, đời người có bao nhiêu là bất đắc dĩ. Ông ta là người hiểu rõ nhất đạo lý này. Tiểu Vũ, A Quảng, các con chịu thiệt thòi rồi, ông Bầu Trương buồn bã nói. Cha, Trương Tình Vũ lập tức nước mắt tuôn như mưa. Đi thôi. Tô Quảng kéo tay Trương Tình Vũ, nhỏ giọng nói. Lần này Trương Tình Vũ không ngang bướng nữa, hồn bay phách lạc đi theo Tô Quảng ra ngoài. À, nói xem đây là số phận của nhà chúng ta sao? Nhà Tô không chào đón chúng ta, nhà Trương thì ghét bỏ chúng ta, trước cục chúng ta đã làm sai điều gì chứ? Tô Nhàn nhắm hai mắt lại đau khổ nói. Tất cả mọi người đều nhìn cả nhà họ, nhưng đúng vào lúc này một người vội vàng chạy vào. Đến rồi, người đến rồi. Người ở bên ngoài gấp gáp kêu lên, có người đến sao? Ai đấy đều ngừng thở. Người từ đâu đến? Ông Bầu Trương lạnh lùng hỏi. Còn phải nói sao, chắc chắn là nhà Khai và nhà Việt. Trường Ái Khởi ở bên cạnh nói đầy quái đản, không phải là Giang Thành. Người kia lắc đầu quậy, với chiếc đời ai đấy đều sửng sốt. Người từ Giang Thành đến sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhà Trương ở Quảng Liễu, một tỉnh xa cách Giang Thành, mặc dù nói nhà Trương đã có kế hoạch mở rộng thị trường ở Giang Nam, nhưng việc này vẫn chưa được thực hiện. Giang Thành không quen biết một ai, có ai ở Giang Thành sẽ chạy đến đây chứ? Vô số người tò mò nhìn ra cửa. Đến lúc này, một người đàn ông mặt mày hào hùng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ đi tới. Ông cụ, tôi tới thăm ông. Tiểu Lý đem món quà mừng thọ của tôi mà đã chuẩn bị trong cụ tặng ra. Người đàn ông cười khoái chí, vẫy vẫy tay. Một người đàn ông ở phía sau lập tức chỉ vào hai người cho nên hạ xuống, lần lượt đem những hộp quà tinh xảo mang vào. Có chim huyết yến, có vương linh chi, có ngọc bội, còn có một tượng gỗ chạm khắc do bậc thầy Tử Nghệ ở Kinh Đô chế tác. Bất kể những thứ này có nhiều và phức tạp đến đâu, lại là một thứ quý hơn một thứ. Đặc biệt là tượng gỗ chạm khắc của bậc thầy Tử Nghệ, cần biết rằng mỗi năm cô ấy chỉ làm ra 3 bức tượng chạm khắc để có giá cao ngất trời, có tiền cũng chưa chắc mua được nó. Không thể ngờ rằng hôm nay ông cụ lại có mộ, người này là ai? Mọi người xì xào bàn tán. Nhưng tại hiện trường đã có người tinh mắt nhận ra người này. Đây là Bùi Cường, chủ tịch tập đoàn quốc tế Nam Tường của Giang Thành. Hả? Chủ tịch Bùi sao? Tại sao anh ta đến đây chứ? Quốc tế Nam Tường sao? Tôi nhớ đó là một công ty thị trường. Đúng vậy, bò rất nổi tiếng ở trong nước đó. Vị đại gia này dính líu gì đến nhà Trương từ khi nào vậy chứ? Các vị khách vô cùng kinh ngạc. Trương Tùng Hồng, Trương Hoàng Ca và những người khác đều có vẻ mặt sững sờ, bao gồm cả ông cụ Trương. Ông cụ không biết món quà nhỏ bé này ông vẫn thích chứ? Bùi Cường nói là cười nói ra, thích chứ, ha ha, chủ tịch Bùi khách sáo quá rồi. Đến tận bây giờ ông cụ Trương mới phản ứng lại, cười ha hả, nhưng trái mắt lại tràn đầy vẻ khó hiểu. Chỉ là không biết rằng chủ tịch Bùi từ Giang Thành xa xôi đến đây là có việc gì. Ha, ông cụ nghĩ gì rồi, kẻ hèn này tới đây không có ý gì khác, chỉ có một chút chuyện chúc thọ ông cụ mà thôi. Ông là ông nội Tô Nhan, cho dù như thế nào tôi đều phải nể mặt cô Tô Nhan, không phải sao? Chỉ là hy vọng kẻ hèn mọn này mà muội đến không quấy rầy ông cụ. Bùi Cường cười nói. Ngay khi lời này rơi xuống, các vị khách lại ngạc nhiên lia lịa. Nhà Trương cũng vô cùng kinh ngạc, vì đại nhân của Giang Thành này lại vì Tô Nhan mà đến.
thể diện của Tô Nhanh cũng quá lớn rồi đó. Đây là chuyện gì vậy? Tô Nhanh làm sao lại quen biết một người như vậy chứ? Thành Bình kinh ngạc nói. Không biết, chẳng lẽ người tên Bùi Cường này thích Tô Nhanh sao? Cái này thực sự là có khả năng đó. Nếu không, Bùi Cường này làm sao thể từ Giang Thành chạy đến chúc thọ ông nội chứ? Là mình thật tội nghiệp bị đội mũ xanh ngay trước mặt công chúng. Thì mấy người Thành Bình, Trương Kiệm, Trương Mậu Điên thì thầm và cười chế nhạo. A Côn, nhanh tiếp đãi chủ tịch Bùi thật tốt, tuyệt đối không được sơ suất. Ông cụ phá lên cười lớn. Vâng, thưa cha. Trương Côn cười gật đầu, nhưng Bùi Cường xua tay cười nói: Ông cụ không cần đâu, tôi ngồi cùng Tô Quảng tiên sinh là được rồi. Nói xong, anh ta bước đến chỗ Tô Quảng, người đang có vẻ mặt bối rối và bắt chuyện với ông ta. Ông cụ Trương ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng không hề từ chối. Bà cụ Trương có chút bối rối, đây là ai? Con không biết, mẹ, chúng ta có đuổi người nữa không? Nhậm Ái cẩn thận hỏi. Bà cụ không nói gì. Trên thực tế bà ta rất muốn đuổi, nhưng vì chủ tịch Bùi này cũng là khách, Tô Quảng và Trương Tình Vũ là người trong nhà, bà ta muốn đuổi thì đuổi, nhưng người này thì không được, đã là khách, nếu anh ta đi vậy thì danh tiếng của nhà Trương sẽ bị hủy hoại, bà ta cũng trở thành tội đồ của nhà Trương. Tuy nhiên, ngay khi bà cụ còn đang cho chữ không quyết, không biết phải xử lý Tô Quảng và Trương Tình Vũ như thế nào, thì bên ngoài lại có người chạy vào. Ông chủ, lại có khách tới rồi. Khách đâu? Giang Thành. Giang Thành sao? Những vị khách có mặt tại hiện trường lại thở gấp. Ông cụ Trương nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Lại nhìn thấy một đoàn xe sang trọng đã dừng ở cổng, sau đó một đoàn người bước xuống, giống như đã hẹn trước, đi thẳng vào sảnh trong. Còn với sự xuất hiện của những người này, toàn bộ đại sảnh như muốn nổ tung. Ông chủ Lỗ của tập đoàn Trường Hoa, tổng giám đốc Chu của tập đoàn Đông Nguyệt. Trời ạ, đó không phải là tổng giám đốc Phương của dược nghiệp Thanh Hải sao? Đây đều là những ông chủ lớn, thân mình trị giá hơn mười mấy tỷ nhân dân tệ, bỏ sao để đến đây chứ? Tôi tối khổ rồi sao? Toàn bộ ông chủ Giang Thành, tất cả để tập trung ở đây sao? Nhà Trương từ khi nào lại có năng lực lớn như vậy chứ? Toàn bộ Giang Thành đó, Giang Thành này có lẽ đã bị nhà Trương nắm hết rồi sao? Các vị khách không thể tin được mà hò hét thất thanh, đại sảnh vô cùng ồn ào. Người nhà họ Trương cũng vậy, mắt như chuông đồng. Ông cụ, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ha, tôi không mời bà đến, thật sự rất đường đột. Vậy xin ông cụ đừng chê trách. Một trong những người này đã bước ra với tư cách là người đại diện tặng quà mừng thọ cho ông cụ. Nhìn thấy người này, Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca, những lão già sành sỏi đến từ tỉnh Quảng Đệ để không phải biến sắc. Văn Đồng Quang, chủ tịch của dược nghiệp Đồng Quang, vì đây không chỉ là một nhân vật không chỉ làm mưa làm gió ở Giang Thành, mà còn là một nhân vật làm mưa làm gió trong cả nước. Đến cả Trương Tùng Hồng cũng chưa chắc có thể tạo được mối quan hệ với người này. Hôm nay, anh ta lại đặc biệt chạy đến chúc thọ ông cụ Trương sao? Nhà Trương hình như chưa từng kết giao với người này thì phải. Đây là vì thế vừa qua chứ. Các vị có thể tới, chính là nể mặt ông lão này. Ông lão này làm sao thể chê trách chứ? Đến đây, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ông cụ Trương cười lớn ha hả, mặc dù có chút không ngồi yên, nhưng vẫn rất bình tĩnh, vội vàng gọi. Tùng Hồng, Hoa Ca, nhanh đi tiếp đãi mấy ông chủ, lấy được quý ra đây, đại khách, rõ chưa? Vâng. Cả hai tỏ ra khá hào hứng. Ông cụ gọi bọn họ đi, chính là muốn bọn họ làm quen với mấy vị ông chủ lớn này, nên kết giao với những người này. Vậy thì con đường sau này của bọn họ, không biết sẽ dễ đi như thế nào. Nhưng mà vừa đúng lúc này thì hai người chuẩn bị đi qua, Văn Đồng Quang kia lại cười nói. Ông cụ, hai vị, không cần phải phiền phức như vậy, chúng tôi ngồi nói chuyện với Tô Tiên Sinh là được rồi. Cái gì? Cả hai người lập tức hóa đá. Bà cụ Trương sững sờ ngay tại chỗ. Về phần trong đại sảnh cũng không khỏi yên lặng vô cùng. Cô Tô, hy vọng cô vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay chứ. Nhưng nhìn thấy mấy lão đạo kia hơi cúi lưng nhìn Tô Nhan, sau đây là vây quanh Tô Quảng cùng Trương Tình Vũ nói chuyện, ai nấy đều vẻ mặt tràn đầy nụ cười rất sốt sắng. Nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hoàng này, não của mọi người đều như bị nổ tung và trống rỗng. Bà nội, chuyện này... Thành Bình gia đầu gần như muốn nổ tung. Trương Bảo Điên cũng không cách nào tin được. Và lúc này, gia đình của Tô Quảng trở thành trung tâm của toàn bộ bữa tiệc thọ, giống như những ngôi sao đang bao lấy mặt trăng. Bà cụ Trương không thể đưa bà họ đi được nữa rồi, trừ khi nhà Trương tình nguyện đắc tội với nhiều ông chủ lớn như vậy. Ông chủ, người đến rồi, lại có một vị khách quý lại đến. Lúc này, ngoài cửa lại có một tiếng hét khác vang lên. Ông cụ Trương da thịt co rút lại, vội vàng hỏi, lại là Giang Thành nữa sao? Đúng vậy à, hơn nữa tôi cũng biết người này. Người ở ngoài cửa hét lớn, anh ta là ai? Mà hãy Giang Thành. Người ở cửa đáp lại bốn từ. Bốn từ này quả thực giống như tiếng sấm, gần như nổ tung toàn bộ đại sảnh. Mã Hải, Dương Hoa, Hoa Giang Thành đó. Mọi người đều biết điều này là có ý nghĩa gì. Vô số vị khách đứng dậy và nhìn về phía cửa lớn với ánh mắt trầm trồ. Người nhà Trương cũng chết lặng, e rằng ngay cả tên gốc cũng biết rằng Mã Hải này đa phần là vì gia đình của Tô Nhan, Tô Quảng mà đến. Ha, được, được lắm. A Quảng, Tình Vũ, các con qua đây, nhanh theo cha đi tóm tiếp giám đốc Mã. Ông cụ Trương bật cười ha hả, đứng dậy đi thẳng về phía cổng. Nên này ông cụ thậm chí không thèm gọi Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca.
sắc mặt của hai, cả hai vô cùng khó coi. Tô Quảng và Trương Tình Vũ vẫn với trạng thái bàng hoàng. Bị một đám đông vây quanh, Mã Hải bước vào trong sảnh. Ông cụ gần như nắm tay Mã Hải bước vào. Mặc dù nói Mã Hải không qua được bốn đại gia tộc ở Giang Thành, đặt ở tỉnh Quảng Lợi, nhà họ Trương sẽ không bao giờ để vào trong mắt, nhưng đó là trước đây. Mã Hải bây giờ đã khác xưa, anh ta là người phát ngôn của tập đoàn Dương Hoa đó, nhưng tay chân của một người cực lớn đang lên đó. Đặc biệt là vừa rồi, tập đoàn Dương Hoa nổ ra một tin tức chấn động. Bọn họ đã tạo ra bước đột phá cuối cùng trong các loại thuốc mới để điều trị tận gốc bệnh viêm mũi. Việc phát triển các loại thuốc mới về cơ bản đã hoàn thiện và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong năm nay. Ông cụ Trương không hồ đồ, ông ta biết ý tứ là chuyện đó như thế nào. Có lẽ bây giờ nhà Trương có thể không đặt tập đoàn Dương Hoa vào trong mắt, nhưng trong vòng 2 năm nữa thì, à không, 1 năm thôi, nhà Trương e rằng không xứng mang giày cho tập đoàn Dương Hoa. Đây là một đại Phật đó, đại Phật thật của thật đó. Đừng nói là ông cụ Trương, các vị khách nào ở hiện trường không muốn tạo quan hệ chứ. Thả nào ông cụ không thể ngồi yên. Tuy nhiên, Mã Hải, người vừa bước vào vẫn chưa nói được một mấy câu với ông cụ, đôi mắt đã sáng lên. Anh ta chạy tới và cung kính cúi chào Tô Nhan. Cô Tô, mạo muội đến nhà họ Trương làm phiền, xin cô đừng chê trách. Động tác này khiến trái tim của những người xung quanh anh ta gần như là ngừng đập. Tô Nhan, lại là Tô Nhan. Tô Nhan này rốt cuộc lại đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?